Tuấn Khương xin chào toàn thể quý vị trở lại với kênh Tuấn Khương TV. Hôm nay thì Khương với lại em Phong Sơn Nước chuẩn bị diễn một cái liên khúc gồm 4 bài hát, trong đó là có bài Căn nhà ngoại ô, bài Chuyện người đang áo, bài Mùa xuân lá khô, rồi bài gì nữa quên rồi Phong. Xin trả tự về, đúng rồi, là 4 bài đó quý vị, đúng rồi, 4 bài nhiều quá, nhiều khi mà không nhớ hết. Bây giờ em gái ngại không dám lên hình thì thôi để em xin qua để ra chuẩn bị lên sân khấu là phải quét qua quét lại rồi đó thì lên mới ăn đèn, chứ mà không quét như vậy thì lên là cái đèn không có ăn trong cái mặt. Thứ nhất là ăn đèn, và thứ hai biết là gì nữa không? Thì trong cái ngành sân khấu của mình á, tổ rất thích những cái anh chị mà mình có cái cúp, có trang điểm, thì cái ảnh hào quang của mình khi lên đó rõ hơn. Thì khi mà anh chị mấy cúp lên thì tổ thương, tổ thích hơn là những cái MV của anh chị sẽ được khán giả biết đông đảo hơn, và tổ thương ủng hộ cho các anh chị nghệ sĩ ngày càng tiến xa hơn nữa. Chào Phong lại, chào khán giả Phong. Lên rồi diễn mà học đúng lời là chết luôn đó. Rồi hôm nay chương trình của mình là có được quay hình lại nữa, thì sắp tới sau khi chương trình được diễn ra là quay hình lại sẽ up lên kênh Tuấn Khương Music để gửi tặng đến cho tất cả quý vị liên khúc bốn bài hát về nhạc lính nha, rất là hay. Hai anh em mình đã chuẩn bị chu đáo cái liên khúc này rồi. Và hôm nay là em Phong hát thêm bài hát đơn nữa, cái bài hay lắm, cái bài mà bạn Phong đã được khán giả thương mến rất là nhiều trên kênh đường phố rồi, đó là bài Sương trắng miền quê ngoại với một cách nhạc phối rất là hay, làm nâu nâu nha, trắng mệt nha, quý vị thấy đó, thấy gì đó giống như bây giờ thấy em Phong rất là bình thường đúng không, nhưng mà lát mình bắt chốc lên thì nhìn gương mặt nó sẽ tươi nắng là hay hơn. Bởi vì lên sân khấu là bắt buộc 100% là phải làm, cho dù da mặt đẹp cỡ nào cũng phải làm. Xin tặng cho cả nhà mình ổ bánh mì, quên ổ bánh mì nè cả nhà, đây là ổ bánh mì nha, bánh mì này ăn được đó, đó bánh mì này ăn được, để ăn thử cho cả nhà mình xem nha. Bắt công này nhà mình không có tin, quý vị không có tin đây là bánh mì, mang để xịt xịt cồn vào tay, tôm nướng không hả, xịt cồn vào tay. Em gái phù thủy này làm mặt cho rất là nhiều ca sĩ nổi tiếng, quá hậu tôm nướng đó, cả nhà thấy không nè, bây giờ ăn thử cái nhà coi này nha quý vị ơi, đây mình bẻ cái càng đó ăn ăn hết được à, ăn nhiều quá, ăn nhiều quá no rồi lên sân khấu hát không nổi á, cái bụng nó phải bự nữa, ngon gì ăn đi, vừa được ngọt vừa ăn cái giòn nước cả, cũng ngọt ngọt ha, ngon lắm, ngon là ngon. Cái này mua nhiêu tiền hả? 80 ngàn tiền Việt Nam, 80 ngàn đồng là tương đương chỉ có 3 đồng mấy đô thôi. 3 đồng mấy đô rẻ dữ à, không ăn tôm nên làm nặng ghê luôn. Cái này mong cái tiệc một cái bàn tiệc để con thì lên ăn 10 người là coi như ăn trong một uống bia thì này luôn á, không ăn nổi nên cũng hết no luôn rồi. Quý vị trong những ngày qua á, Tuấn Khương có hát cái liên khúc thì 18 thì chung với lại những cái tiệc Dương Huy với ca sĩ Lê Huy. Lê Huy là cũng là một trong những tài năng mới, cho nên có điện thoại à, đang nói chuyện với quý vị có điện thoại. Dạ, chúng tôi nghe điện thoại xong rồi á. Hôm nay thì có sự góp mặt của gái sư
xinh Hồng Thấm nữa. Thấm đang ngồi ăn đằng kia, đói bụng, ai cũng đói bụng hết rồi. Sợ sợ vào phim trường trễ á, cho nên anh em phải tranh thủ vào để bắt trong phòng và bắt đầu mới thoải mái tinh thần. Phong hôm nay là Phong hát chung với ông Thấm bài gì quên được không? Được cái đó, cái thư từng thế, cái thư này. Cái bài đó hát với một cháu bé được, à đúng rồi, cái bài đó hay đó. Cái bài đó tam ca với một cháu bé cũng là em mới, hát hay lắm. Bé mới có 90 tuổi à. Nóng dây con hả thầy hả? Nóng dây con. Bé siro đặt ngồi. Bé đặt ngồi. Đổ qua nữa. Tuấn Khương với em Phong đang chuẩn bị để tập dợp và luyện cái liên khúc 20. Trong liên khúc Tuấn Khương 20 sẽ sự trở lại của em Phong với nhiều bài hát. Hình như là Tuấn Khương đã tuyển tập lại những bài hát mà em Phong đã từng hát trên đường phố và được khán giả thương mến và khán giả rất là cuồng nhiệt. Thì trong liên khúc 20 này là Tuấn Khương với em Phong sẽ trình diễn lại những bài hát đó tặng đến cho quý vị trong nước và ngoài nước. Quý vị sẽ ủng hộ cho hai anh em. Tại vì em Phong còn phải đi làm nữa. Em Phong phải đi làm, sáng đi làm, 6 giờ sáng thức rồi làm cho tới 4, 5 giờ chiều mới về. Cuối tuần thì có thể được nghỉ thì tập dược. Rồi nhiều khi chiều về là em Phong phải tranh thủ ăn miếng cơm rồi phải chạy qua bên Tuấn Khương để tập nhạc, tập hát. Nói chung là cực lắm quý vị ơi, mình thấy trên hình ảnh như vậy thôi. Nó chỉ diễn ra có khoảng chừng có thời gian ngắn thôi, nhưng mà trong cái sự chuẩn bị đó, kéo thời gian rất là dài, cực lắm. Chứ không như quý vị nghĩ đâu. Đó như bây giờ quý vị thấy không, lên sân khấu tại sao nhìn thấy ai cũng tươm tất cũng đẹp, thế phải nhờ những cái người hóa trang make up như thế này thì mới làm được cho ca sĩ được nổi bật trên sân khấu. Rồi, xong lát làm tóc nữa ha. Rồi, em Phong qua đây đi ha.
thay đổi không ạ? Thay đổi. Đó giờ tới em Phong làm tóc nha, bắt tóc nha cả nhà. Hello em. Quá bự luôn, có làm tìm thấy luôn á, không tâm hồn.